Thưa quý vị và các bạn, cùng với chỉ đạo tiếp tục thí điểm điều trị các bệnh không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà, chính phủ yêu cầu cấp phát ngay thuốc kháng virus cho người mắc COVID-19. Theo đó, trong trường hợp có người mắc COVID-19, chính phủ yêu cầu cấp phát thuốc kháng virus nhanh nhất, sớm nhất theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp nhiễm bệnh không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà và cộng đồng cũng được quán triệt, tiếp tục thực hiện. Song song với giải pháp chống dịch Chính phủ chỉ đạo triển khai và thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine, bảo đảm tiêm hết cho các đối tượng có chỉ định tiêm chủng nhưng chưa tiêm, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Yêu cầu đặt ra là chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 12. Chính phủ nhắc nhở bãi bỏ ngay biện pháp phòng chống dịch, áp dụng tại các địa phương trái với chủ trương quy định chỉ đạo của Trung ương. Các địa phương không được để ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của nhân dân và quá trình khôi phục phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh.